Hoan nghênh quý bạn đã quay trở lại với channel của Kamishi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần jean nam uy tín số 1 trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang tìm kiếm cho mình về những sản phẩm quần jean nam đẹp, phong cách thời thượng, cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamishi các bạn nha. Ở trong video số ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc quần có form dáng rất là mới, đó chính là một chiếc quần bò jean nam màu xanh có form dáng là form dáng ống đứng. Form dáng ống đứng, độ mở ống của nó sẽ khác so với ống côn hay là ống suông các bạn nhé. Đầu tiên nói về màu xanh ở đây thì đây là màu xanh biển và có mài bạc. Ở phía trên bên này thì chúng ta sẽ có một chiếc tắc da màu nâu. Và chiếc tắc da này sờ rất là sướng các bạn nhé. Da thật 100% da bò. Ở trên thì được in laser vô cùng là sắc nét và vải ở trên này thì sẽ được sử dụng là vải jean denim. Với chất liệu vải này thì nó rất là nhẹ nhàng, mềm và độ bền rất là cao. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có một chút chất co giãn nhẹ nữa đó. Các bạn có thể nhìn qua về cái độ mịn vải siêu mịn màng. Mình sẽ mở ra mà cho các bạn xem ngay. Về cái form ống đứng thì khi mà cái độ mở ống này ở dưới phần cổ chân thì nó sẽ vừa phải, nó không quá to cũng như là không quá nhỏ. Chính vì vậy thì nó sẽ giúp cho người mặc có một cái đôi chân rất là thon gọn, thẳng và đẹp. Và nó không bó quá và nó cũng không rộng quá. Vải denim của chúng ta thì ở bên trong thì sẽ là một cái màu vải khác các bạn nhé, là vải dệt ở bên khác này. Còn bên ngoài thì sẽ là sợi màu. Về những đường chỉ may ở trên đây thì họ đang đi chỉ đôi, nên là chính vì vậy những cái điểm viền quần như thế này rất là nổi. Và cái màu vàng ở trên sản phẩm của chúng ta thì rất là nổi, cái đường chỉ vàng đúng không ạ. Kiểu dáng thì sẽ là kiểu dáng trơn thôi, không có cào hay là xước gì cả. Mặt trước sản phẩm của chúng ta thì như các bạn có thể thấy rất là rõ, có một màu xanh rất là đẹp. Hai bên ống quần thì sẽ được vuốt bạc cũng như là mài bạc rất là nhiều. Ở phần viền này thì chúng ta sẽ đi đường chỉ đôi màu vàng các bạn nhé. Những cái chi tiết đường chỉ vàng ở trên này thì phải nói là quá là xuất sắc luôn. Còn phía ở bên trên thì đây chúng ta sẽ có những cái chiếc đinh tán được làm từ bằng đồng và có ký hiệu ở bên trong này các bạn nhé. Họ làm rất đẹp, đường chỉ may dày dặn, sắc nét tinh tế gọn gàng. Các bạn có thể xem qua, tất cả mọi thứ thì đều rất là chắc chắn. Chất liệu vải đây thì sẽ có co giãn nhẹ này, và chất liệu vải này thì rất là mềm các bạn nhé, sờ rất là mềm luôn, rất là mềm, mỏng, mượt mà. Và phần nút cài thì chúng ta sẽ làm khá là khác biệt so với những cái phần nút cài khác, đó chính là cái phần đây thì nó sẽ là lõm vào trong, nó hình tròn. In laser thì cực kỳ là ok. Đây là một trong những sản phẩm quần bò jean nam ống đứng phù hợp với mọi form dáng khác nhau. Và nếu như các bạn cũng đang tìm kiếm cho mình một sản phẩm quần bò jean nam ống đứng đẹp, hàng hiệu, cao cấp thì các bạn hãy liên hệ ngay tới Kamishi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Khi mua hàng thì các bạn hoàn toàn được kiểm tra mặc thử thoải mái, sau đó mới phải thanh toán, và bên mình hỗ trợ giao hàng ở trên toàn quốc với thời gian vô cùng là nhanh chóng các bạn nhé. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamishi các bạn nhé. Mình xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn.